thiên 45. Lòng tôi đầy tràn những lời tốt, tôi nói điều tôi vịnh cho vua. Lưỡi tôi như ngoài viết của văn sĩ có tài. Ngài xinh đẹp hơn hết thảy con trai loài người, ân điển tràn ra nơi môi ngài. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã ban phước cho ngài đến đời đời. Hỡi đấng mạnh dạn, hãy đai gươm nơi hông là sự vinh hiển và sự oai nghi của ngài vì cớ sự chân thật sự hiền từ và sự công bình hãy lấy sự oai nghi ngài cởi xe lướt tới cách thắng trận tay hữu ngài sẽ dạy cho ngài những việc đáng kinh các mũi tên ngài bén nhọn bắn thấu tim kẻ thù nghịch vua các dân đều ngã dưới ngài hỡi đức chúa trời ngôi chúa còn mãi đời nọ qua đời kia bính quyền nước chúa là một bính quyền ngay thẳng Chúa ưa sự công bình và ghét điều gian ác. Cho nên Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Chúa đã sức dầu cho Chúa bằng dầu vui vẻ trỗi hơn đồng loại Chúa. Các áo sống ngài bay mùi thơm một dược, trầm hương và nhục quế. Từ trong đền ngà có tiếng nhạc khí bằng dây làm vui vẻ ngài. Trong bọn người nữ tôn quý của ngài có các công chúa. Hoàng hậu đứng bên hữu ngài, trang sức vàng ô phia. Hỡi con gái hãy nghe, hãy suy nghĩ, hãy lắng tai. Khá quên dân sự và nhà cửa cha của con, thì vua sẽ mộ nhan sắc con, vì Ngài là Chúa con. Hãy tôn kính Ngài. Con gái Tirer sẽ đem lễ vật đến, và những người giàu sang hơn hết trong dân sẽ đến cầu ơn con. Công chúa trong đền được rất vinh hiển, áo sống nàng đều theo dệt bằng vàng. Nàng sẽ mặc áo gấm ra mắt vua. Các nữ đồng chính là bạn đi theo nàng sẽ được đưa đến Ngài. Họ sẽ được dẫn đến có sự vui vẻ và khoái lạc mà vào đền vua. Các con trai Ngài sẽ thay cho tổ phụ Ngài. Ngài sẽ lập họ làm quan trưởng trong khắp thế gian. Tôi sẽ làm cho danh Ngài được nhắc lại trong các đời. Vì cớ ấy, các dân tộc sẽ cảm tạ Ngài đời đời không thôi. Chương 17 Paulo và Sila đi ngang qua thành Amphibolis và thành Apolloni, rồi tới thành Thessalonica. Ở đó người Juda có một nhà hội. Paulo tới nhà hội theo thói quen mình và trong ba ngày sa bát biện luận với họ. Lý Kinh Thánh cắt nghĩa và giải tỏ tường về Đấng Christ phải chịu thương khó rồi từ kẻ chết sống lại. Người nói rằng, Đấng Christ này tức là Đức Chúa Giêsu mà ta rao truyền cho các ngươi trong bọn họ có một vài người được khuyên dỗ nối theo Phaolô và Sila. Lại cũng có rất nhiều người Grec, vẫn kính sợ Đức Chúa Trời và mấy người đàn bà sang trọng trong thành nữa. Nhưng người Juda đầy lòng ghen ghét, rủ mấy đứa hoang đàn nơi đường phố, xui dục đoàn dân gây loạn trong thành. Chúng nó xông vào nhà của Gia xôn tìm bắt Phaolô và Sila đặng điệu đến cho dân chúng. Tìm không được bèn kéo gia xôn và mấy người anh em đến trước mặt các quan án trong thành mà la lên rằng kìa những tên này đã gây thiên hạ nên loạn lạc nay có đây và gia xôn đã chứa chúng chúng nói hết thảy là đồ nghịch mạng xê xa vì nói rằng có một vua khác là Jesus. bấy nhiêu lời đó làm rối động đoàn dân và các quan án song khi các quan án đòi gia xôn và các người khác bảo lãnh rồi thì tha cho ra tức thì trong ban đêm anh em khiến Phaolô và Sila đi đến thành Bere. Đến nơi rồi thì vào nhà hội người Juda. Những người này có ý hẳn hoi hơn người Thessalonica, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem kinh thánh để xét lời giảng có thật chăng. Trong bọn họ có nhiều người tin theo, với mấy người đàn bà Greg sang trọng và đàn ông cũng khá đông. Nhưng khi người Juda ở thành Thessalonica hay Phaolô cũng truyền đạo Đức Chúa Trời tại thành Bere, bèn đến đó để rải sự sao xuyến rối loạn trong dân chúng. Tức thì, anh em khiến Phaolô đi phía biển, còn Sila với Timôthê ở lại thành Bere. Những người dẫn Phaolô đưa người đến thành Athen rồi trở về, đem lệnh cho Sila và Timôthê phải đến cùng người cho gấp. Phaolô đương đợi hai người tại thành Athen động lòng tức giận vì thấy thành đều đầy những thần tượng vậy người biện luận trong nhà hội với người juda và người mới theo đạo juda lại mỗi ngày với những kẻ nào mình gặp tại nơi chợ có mấy nhà triết học về phái epicurean và phái stocian cũng cãi lẽ với người kẻ thì hỏi người già mép này muốn nói gì đó người thì nói người dường như giảng về các thần ngoại quốc vì Phaolô truyền cho chúng về Đức Chúa Giêsu và sự sống lại. Chúng bắt người đem đến nơi Areopa mà hỏi rằng: "Chúng tôi có thể biết được đạo mới nào mà ông dạy đó chăng? Vì chân ông giảng cho chúng tôi nghe sự lạ. Chúng tôi muốn biết ý nghĩa điều đó là gì." Và hết thảy người Athen và người ngoại quốc ngụ tại thành Athen chỉ lo nói và nghe việc mới lạ mà thôi. Bây giờ Phaolô đứng giữa arioba nói rằng: Hỡi người Athen, phàm việc gì ta cũng thấy các ngươi sốt sắng quá chừng. Vì khi ta trải khắp thành các ngươi, xem xét khí vật các ngươi dùng thờ phượng, thì thấy một bàn thờ có chạm chữ rằng: Thờ Chúa không biết. Vậy, đấng các ngươi thờ mà không biết đó là đấng ta đương rao truyền cho. Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó là chúa của trời đất chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc ngài dường như có cần đến sự gì vì ngài là đấng ban sự sống hơi sống muôn vật cho mọi loài ngài đã làm cho muôn dân sinh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở hầu cho tìm kiếm đức chúa trời và hết sức giờ tìm cho được dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Vì tại trong Ngài, chúng ta được sống, động và có. Y như xưa một vài thi nhân của các ngươi có nói rằng, chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. Vậy, bởi chúng ta là dòng dõi Đức Chúa Trời, thì chớ nên ngờ rằng Chúa giống như vàng bạc hay là đá bởi công nghệ và tài xảo của người ta chạm chỗ nên. Vậy thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó mà nay bảo hết thảy các ngươi trong mọi nơi đều phải ăn năn vì ngài đã chỉ định một ngày khi ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian bởi người ngài đã lập và đức chúa trời đã khiến người từ kẻ chết sống lại để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ khi chúng nghe nói về sự sống lại của kẻ chết kẻ thì nhạo báng người thì nói rằng lúc khác chúng ta sẽ nghe ngươi nói về việc đó vì vậy Phaolô từ giữa đám họ bước ra. Nhưng có mấy kẻ theo người và tin. Trong số đó có Deni là một quan tòa nơi Areoba và một người đàn bà khác tên là Damari cùng các người khác. Chương 39 Họ dùng chỉ màu tím đỏ điều đỏ sậm mà chế bộ áo định cho sự tế lễ trong nơi thánh và bộ áo thánh cho Aaron y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Vậy, Họ chế ephod bằng kim tuyến, chỉ tím đỏ điều đỏ sậm và vải gai đậu mịn. Họ căng vàng lá ra, cắt thành sợi chỉ mà xen cùng chỉ tím đỏ điều đỏ sậm và chỉ gai mịn, chế thật cực xảo. Họ may hai đai vai ephod, đâu hai đầu dính lại. Đai để cột ephod phía ngoài là nguyên miếng một y như công việc của ephod bằng kim tuyến chỉ tím đỏ điều đỏ sậm và bằng chỉ gai đậu mịn y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Họ khảm trong khuôn vàng các bích ngọc có khắc tên các chi phái Israel như người ta khắc con dấu. Họ để các ngọc đó trên đai vai Ephod đặng làm ngọc kỷ niệm về dân Israel y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Họ cũng chế bản đeo ngực cực xảo như công việc Ephod bằng kim tuyến, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm và chỉ gai đậu miệng. Bản đeo ngực may lót hình vuông, bề dài một em ban, bề ngang một em ban. Họ nhận bốn hàng ngọc. Hàng thứ nhất, ngọc mã não, ngọc hồng bích và ngọc lục bửu. Hàng thứ nhì, ngọc phỉ túy, ngọc lam bửu và ngọc kim cương. Hàng thứ ba, ngọc hồng bửu, ngọc bạch mã não và ngọc tử tinh. Hàng thứ tư, ngọc huỳnh bích, ngọc hồng mã não và bích ngọc. Các ngọc này đều khảm vàng. Số ngọc là 12, tùy theo số danh của các con trai Israel. Mỗi viên ngọc có khắc một tên trong 12 chi phái Israel như người ta khắc con dấu. Đoạn, trên bảng đeo ngực, họ chế các sợi chuyền bằng vàng ròng đánh lại như hình dây. Cũng làm hai cái móc và hai cái khoanh bằng vàng để hai khoanh nơi hai góc đầu bảng đeo ngực cùng cột hai sợi chuyền vàng vào hai khoanh đó rồi chuyền hai đầu của hai sợi chuyền vào móc gài nơi đai vai ephod về phía trước ngực cũng làm hai khoanh vàng khác để vào hai góc đầu dưới của bảng đeo ngực về phía trong ephod lại làm hai khoanh vàng khác nữa để nơi đầu dưới của hai đai vai ephod về phía trước ở trên đai Gần chỗ giáp mối Họ lấy một sợi dây màu tím Cột hai cái khoanh có bản đeo ngược lại Cùng hai cái khoanh ephod Hầu cho nó dính với đai Và đừng rớt khỏi ephod Y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn môi xe Họ cũng chế áo dài của ephod Bằng vải thường Toàn màu tím Cổ để trồng đầu vào Ở về chính giữa áo như lỗ áo giáp Có viền chung quanh cho khỏi tét Nơi trôn áo thắt những trái liệu bằng chỉ xe mịn màu tím đỏ điều đỏ sậm. Lại làm chuông nhỏ bằng vàng rồng, gắn giữa hai trái lựu, vòng theo chung quanh trôn áo. Cứ một trái lựu, kế một cái chuông nhỏ, vòng theo chung quanh trôn áo dùng để hầu việc, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn môi xe. Họ cũng chế áo lá mặt trong bằng vải gai mịn dệt thường, cho Aaron cùng các con trai người, luôn cái mũ, đồ trang sức của mũ và quần lót trong đều bằng vải gai đậu mịn, cùng cái đai bằng vải gai đậu mịn chỉ tím đỏ đều đỏ sậm có thêu, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn môi xe. Họ cũng dùng vàng lá rồng chế cái thẻ thánh, khắc trên đó như người ta khắc con dấu rằng thánh cho Đức Giê-hô-va, rồi lấy một sợi dây tím đặng cột để trên mũ, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn môi xe các công việc của đền tạm và hội mạc làm xong là như vậy. dân Israel làm y như mọi lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. họ đem đền tạm đến cho Môi-se, trại và các đồ phụ tùng của trại, nọc, ván, sàn ngang, trụ và lỗ trụ, bông da chiên được nhuộm đỏ, bông da cá nược và cái màng, hòm bản chứng và đòn khiên cùng nắp thi ân, bàn và đồ phụ tùng của bàn cùng bánh trần thiết, chân đèn bằng vàng ròng hếp đèn đã sắp sẵn, các đồ phụ tùng của chân đèn và dầu thắp, bàn thờ bằng vàng, dầu sức, hương liệu, tấm màn của cửa trại, bàn thờ bằng đồng và rá đồng, đòn khiên, các đồ phụ tùng của bàn thờ, thùng và chân thùng, các bố vi của hành lang, trụ, lỗ trụ, màn của cửa hành lang, dây, nọc, hết thảy đồ phụ tùng về việc tế lễ của đền tạm. Bộ áo lễ đang hầu việc trong nơi thánh, bộ áo thánh cho Aaron thầy tế lễ cả và bộ áo của các con trai người để làm chức tế lễ. Dân Israel làm mọi việc này y như mạng lệnh của Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. Môi-se xem các công việc làm, thấy họ đều làm y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Đoạn Môi-se chúc phước cho họ. Chương 40 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, ngày mùng một tháng giêng ngươi sẽ dựng đền tạm hãy để trong đó cái hòm bản chứng rồi lấy màn phủ lại cũng hãy đem bàn đến trưng bày các đồ trên bàn cho có thứ tự cùng chân đèn và thắp các đèn cũng hãy để bàn thờ bằng vàng dùng sông hương trước hòm bản chứng rồi sủ tấm màn nơi cửa đền tạm cũng hãy để bàn thờ về của lễ thiêu đằng trước cửa đền tạm và để cái thùng ở giữa khoảng hội mạc và bàn thờ rồi đổ nước vào, lại chừa hành lang chung quanh và sủ tấm màn nơi cửa hành lang. Đoạn, ngươi hãy lấy dầu sức mà sức đền tạm và các đồ để trong đó. Biệt riêng đền tạm và các đồ phụ tùng của đền tạm ra thánh, thì sẽ làm thánh vậy. Cũng hãy sức dầu bàn thờ về của lễ thiêu và các đồ phụ tùng của bàn thờ, rồi biệt riêng ra thánh, thì bàn thờ sẽ làm rất thánh. Cũng hãy sức dầu cho thùng và chân thùng, Biệt thùng riêng ra thánh. Đoạn, hãy dẫn Aaron cùng các con trai người đến gần cửa hội mạc, rồi tắm họ trong nước. Ngươi hãy mặc áo thánh cho Aaron, sức dầu và biệt người riêng ra thánh. Vậy, người sẽ làm chức tế lễ trước mặt ta. Hãy dẫn các con trai người đến gần, rồi mặc áo lá cho họ. Sức dầu cho, như ngươi đã sức dầu cho cha họ, thì họ sẽ làm chức tế lễ trước mặt ta sự sức giàu sẽ phong cho họ chức tế lễ mãi mãi trải qua các đời. Môi-se làm y như mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. Đến ngày mùng 1 tháng Giêng về năm thứ hai, thì đền tạm đã dựng. Môi-se dựng đền tạm để mấy lỗ trụ đóng ván, thả xà ngang và dựng trụ. Người căng bông trên đền tạm, rồi trải lá phủ bông lên trên, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Đoạn, người cũng lấy bản chứng, để trong hòm, xỏ đòn khiên vào, để nắp thi ân lên trên hòm. Người khiên hòm vào đền tạm và treo màn để che chỗ chí thánh, phủ hòm bản chứng lại, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn môi xe. Người cũng để cái bàn trong hội mạc về phía bắc đền tạm ở ngoài bức màn, rồi sắp một hàng bánh ở trên trước mặt Đức Giê-hô-va, y như lời Ngài đã phán dặn môi xe để chân đèn trong hội mạc về phía nam đối diện cùng cái bàn. Người thắp đèn trước mặt Đức Giê-hô-va y như lời Ngài đã phán dặn Môi-se. Để bàn thờ bằng vàng trước bức màn trong hội mạc. Trên đó người sông hương y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Người cũng sủ màn nơi cửa đền tạm. Đoạn Người để bàn thờ về của lễ thiêu nơi cửa đền tạm dân trên đó của lễ thiêu và của lễ chay y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se cũng để thùng về giữa khoảng hội mạc và bàn thờ cùng đổ nước vào đặng tắm rửa Môi-se A-rôn cùng các con trai của A-rôn rửa tay và chân mình vào đó khi nào họ vào hội mạc và lại gần bàn thờ thì rửa mình y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se chung quanh đền tạm và bàn thờ người cũng chừa hành lang và sủ màng nơi cửa hành lang. Ấy, Môi-se làm xong công việc là như vậy. Án mây bao phủ hội mạc và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền tạm cho đến đổi Môi-se vào chẳng đặng, vì án mây bao phủ ở trên và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền tạm. Và trong các sự hành trình của dân Israel, khi nào án mây từ đền tạm ngự lên thì họ ra đi, còn nếu án mây không ngự lên thì họ cũng không đi cho đến ngày nào án mây ngự lên vì trong các sự hành trình của dân Israel thì án mây của Đức Giê-hô-va ở trên đền tạm ban ngày và có lửa ở trên đó ban đêm hiện trước mặt cả dân Israel